Đây. Nè. Trời ơi, giờ cái đầu nó luôn nè mọi người. Đó. Đây. Trời ơi. Đó. Con cá bự luôn á. Dạ 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 giải con cá bự kìa. Giờ gờ đầu nữa nè. Nè. Thôi ở nước này nè. Này con. Nè. Đó. Rồi hả không ra, Đó, đút vô. Hả không ra. Đó. Ơi gờ đầu cái coi. Chàng ơi, con này nó bự coi nè. Thấy hùng không? Con này mười mấy ký à. Mấy con đen quá trời luôn rồi. Ồ, con này nó to nè mọi người. Quá à. Thôi ơi coi nè. Ôi kìa, con này mấy khủng nè. Nè. Con này khoảng 20-30 ký luôn nè. Con này bự nè. Ôi trời ơi. Con bự ngốc đầu không nói à. Quá trời quá đất luôn. Đây là đàn gà. Trời ơi, nó to kìa. Con nó chắc 30 ký à. Nãy ông kia ông nó khoảng 20 mấy đến 30 ký đó, có mấy con bự này nè. Kìa con đó kìa. Trời ơi, con này lú đầu bự nè. Cho mày miếng nè. Trời ơi, cái miệng nó kìa. Trời ơi. Cái miệng nó kìa lú lên kìa. Hải hùng. Mấy con nhỏ chen đó nó lên không nổi kìa. Con này con cá trên này khoảng 30 ký mọi người. Cái họng nó bự kìa. Trời ơi. Cho vô họng mày luôn nè. Nó hả họng nó chờ thảy vô. Có rồi. Hải hùng. Trời ơi, nó kìa. Ờ vô rồi. Nó hả liên tiếp luôn, nó không cần ngậm đây luôn. Trời ơi, cá nó bự kìa. Khôn vậy anh. Nó khôn nó hả à kìa, mấy con kia đẩy nó đi rồi kìa. Chìm luôn rồi hả? Đúng rồi. Kìa con này bự như mà anh hết. Trời ơi. Đó. Quá. Trời ơi, con cái vàng nó bự kìa. Con vàng này chắc mua mười mấy ký nữa nè. Bằng phân nửa con cá đen nãy à. Cá thấy thân mê à. Con cá đen hồi nãy mới giữ. Cá đen này lên cái chục ký cho ta. Nè. Kìa con vàng nó mới bự dữ kìa. Đó. Giữ lại. Lại đây. Lại đây con. Lại đây vàng. Đó cái đầu kìa. Hải hùng không? Có cá. Ở đây là đó. Tính nói. Trời ơi nó bự kìa. Kìa, cái đầu kìa. Con này khủng rồi nè. Hết biết luôn rồi, nè cho mày miếng nè. Bởi vì ông kia ông nói con hai họng nãy ta. Thì nói cho ai nữa. Trời ơi, trời ơi cái họng nó kìa. Nó hả sẵn cho mình chọi vô trời. Nó khôn dữ vậy. Có kìa. Nó cái nó không cần ngậm không lại luôn. Kìa, cho nè. Đó, trời ơi. Ôi ôi con cá. Chơi vàng. Trời ơi cá chơi vàng 1 mét mấy luôn rồi nè. Khoảng 1 mét 1 mét 2 á. Đây nè, lú đầu lên nè. Ồ, kìa đầu kìa. Thả ra. Thẻ vô họng đó. Hải hồn thiệt. Trời ơi. Bày ngang nó cả gan mình ha. Ừ. Nè. Ồ mấy kia đè lúc luôn rồi. Thích nhất là cái con cá chê bự nãy á. Nó hả không ra nó để hoài luôn cho mình dục thức ăn vô nó không ngậm lại luôn. Chừng nào mình hết thảy rồi nó mới ngậm không lại. Ồ đây con nữa nè. Không con này bự không bằng con kia. Nè, không cái ngoài. Con này cũng dữ. Ôi ôi gâu kìa. Đó. Nhìn hải hùng luôn. Đó mấy cá chơi vàng nè. Ôi ôi cái đuôi. Hết hình phải chết. Thì đàn cá chê này quý bà con cô bác, đàn cá chê này có mặt tại cái hồ nước số 3 tại núi Sập Nhỏ, thuộc bên trong khuôn viên của thiền viện Trúc Lâm, thuộc thị trấn núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nha cô bác anh chị. Ôi, con này nó bự. Ở đây là có địa chỉ. Kìa, cái đầu kìa. Con này phải không? Ừ, với cái vàng lại kìa. Quá xa luôn à. Trời ơi, cái vô cờ đâu rồi? Cái vô cờ nằm ngoài vô đây đâu được không? Liền cái vô cờ lên ăn à. Mấy cái dầu cờ cũng bự lắm nha. Đó, mười mấy cả 20 ký á. Mấy con mà có cái kỳ lên cao là cái dầu cờ nha cô bác anh chị. Cái này còn nhiều cá bự lắm. Nó mập u nu luôn á, nó ngắn ngủn mà nó mập dữ dằn lắm. Đổ hết luôn đi. Đổ hết ha, nó vũ cái ướt áo luôn nó. Đổ hết nha. Nó dành ăn đổ nhiều là nó quậy. Trời ơi kìa. Con này nè. Kìa, con kia nó bự kìa. Ủa, ơi, cái chai vàng. Chèn đét ơi. Ôi kìa, ông lụm xuống mỉ coi. Nó to cái kìa. Cái chiều dài nó trên 1 mét á. Đó, chiều dài nó coi nè.
cá này có 15 kg rồi ta. Ừ, cá đó trở lên á. Cá vàng. Nó bị cắn cái gì vậy anh? Mấy con có mấy con cá chê mà màu đen này nè, bự nè, là con khoảng tầm 30 kg đó. Có con trên luôn á. Phá xá luôn. Trời ơi, có con cá đó tội nghiệp trời. Đâu? Cái đầu nó bị cái gì? Bị cắn lỡ. Bị cắn cái gì vậy? Nè, con màu vàng ấy bị đó đó. Ừ. Ừ. Bị ăn hiếp á. Khang con lại con lấy hai bọc nữa đi Khang. Chà, mình lại đây mình cho ăn cá vô cờ không có kìa. Dạy ra. Ôi ôi. Đó là những con cá vô cờ đó mọi người. Nó có cái kỳ lên á. Con nào con lấy cả chục ký cho lên không nha. Cá vô á. Mưa rồi, do đó mấy anh em mình lại đây cái bóng cây cho ăn. Chết. Ôi đổ hết trơn. Coi kìa, nó bu vô đá. Ôi giời bự kìa. Từ từ giải từ ha. Ấy. Rồi. Qua đây nè. Xích xích ở ngoài mới có cá vô. Đó. Đó, cá vô lên liền thấy không? Xích trong mé mấy cá chơi không à. Có con nào bự lại chưa? Đó con bự lại đó. Cái này con bự lại trên này. Đâu? Nè. Con bự nó bị mấy con nhỏ ở trên đè đầu, mà mấy con nhỏ này cũng là con mấy ký không nha mọi người. Ôi, con thích thật kìa. Con 4 5 ký, 5 6 ký trở lên không đó mấy con nhỏ này nè. Đó như mấy con này nè, khoảng 60 ký nè. Trời ơi. Con này mười mấy ký, con này mười mấy ký rồi chứ chưa có bự không. Đó nè. Ồ. Ôi. Há không ra. Nè, há không ra. Nè. Đây nè. Ờ, há không ra. Con cành nè, con phía trong này cũng bự nè. Nè, há không ra. Kìa, con đó nó không chờ kìa. Há không ra. Trời ơi, con nó bự trời. Kìa. Ừ. Kìa nó há không ra, giống con nãy quá à. Giống con nãy quá à. Nó vô họng đây. Nguyên này có con này nó khôn nhất nữa. Ừ, nó khôn nè, há không hoài luôn á. Cái đầu. Nó to ơi. Con này chắc 30 kg á. Kìa kìa. Kìa dục vô họng nó coi nó hả không hoài tội nghiệp đó mày. Trời ơi nó to nè. Nè. Ồ nó biết kìa. Nó biết nó lại gần. Đây nè. Nó ở đây nè. Nó còn kia nó làm bờ luôn. Coi cho mình con ấy nó ầm luôn. con bự này nó khôn quá. Nè, con bự này nó khôn nè. Nó lại gần hả không ra. Hả không ra thì tao thấy vô. Ôi. Ôi đây được gờ cái coi. Nè. Trời ơi, gờ cái đầu nó luôn nè mọi người. Đó, đây. Trời ơi. Đó. Con cá bự luôn á. Dạ, giải con cá bự ra. Gờ gờ đầu nó ơi. Nè. Thôi ơi nước nè. Ê, nước dĩa cái tay. Thích ăn đâu, thích ăn đâu. Trời ơi, cái con bự này nè. Gờ đầu nó luôn nè. Cái tay tao nó tưởng đâu thức ăn. Này con. Nè. Đó. Ôi há không ra. Đó, đút vô. Há không ra. Đó. Ôi gà đầu cái coi. Ôi ôi cái con bự này nó lại đây nè. Gà đầu nó đã thì chứ. Rồi giờ mấy anh em qua bên kia đi. Cá kia ăn coi. Kìa. Nó biết tao cho ăn mấy con bự nó lại không kìa. Gà đầu cái nữa bye bye nha. Bye bye. Mấy bay, ôi ơi dưới cái lường nó luôn nè. Có sao mấy bay đứng luôn không? Dễ gì? Rồi giờ đây thì mình sẽ đi qua một đó. Qua hầm bên kia các bạn. Bây giờ mình qua hầm cá coi nha. Hầm cá coi mình cho ăn chút xíu nữa. Còn hầm cá coi bên kia nữa. Ủa hầm cá coi với cá chép. Đi, giờ mình đi. Đó, mấy anh em mình đi qua cái hồ cá chép bên đây nè, cá chép với cá coi. Quá trời to luôn, mấy con này cũng vài ký ha. Họ nó ăn kìa đẹp. Còn mấy ký không á mọi người. Nè. To đùng. Ơi bên đây có nhiều cái chơi nữa kìa. Bên đây cũng có cái chơi cái vô cờ nữa. Kìa. Đằng đẵng nó thấy mình thảy bắt đầu cái nó lội lại kìa. Quá đẹp à. Ôi ơi cái diện tích lớn mọi người ơi. Nè mấy con cá coi nè. Mấy cá coi là mấy con đó kìa. Mấy cá coi đẹp quá. Màu sắc sặc sỡ luôn. Có đám cá chê nó vô bờ nè. Wow. Đó, cảnh xa xa cô bác anh chị thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn.
qua đó là ngắm cảnh cái hồ á. À, bên đây có tạo tiểu cảnh rất là đẹp nữa nè. Wow, con nào nó lớn nè, diện tích nó rộng nè, nó túa lại hết trơn rồi kìa, nó bu hết trơn rồi, kiếm ăn giáp hồ luôn đó. À, cô bác anh chị thấy không, diện tích nó rộng dữ dằn không kìa, còn ở ngoài nó đang lội lại nữa kìa. Ê, giải giải rộng rộng ra đạt cho nhiều con được ăn mày. Rộng tay ra. Đó. À. Giải xa ra ngoài là có những con cá dồ cờ luôn á. Ôi ôi, cái diện tích nó đẹp. Để rộng ra thì nhiều con. Quá đẹp luôn mọi người. Cảm giác mình đứng đây mình nhìn đủ sắc màu hết. Về những cái con cá chép rồi cá coi. Màu sắc đầy đủ hết, quá trời đẹp luôn à. Đó. Cô bác anh chị nào mà chưa từng đi đến đây một lần thì có thể đến. Ồ, có con bồ câu trắng đẹp quá. Nè. Ơ, bồ câu nó kiếm ăn hay vậy? Túc 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 túc. À, ở đây là có địa chỉ tại Thiền viện Trúc Lâm. À, những cái hồ nước này là hồ nước số 2 và số 3. Còn hồ nước số 1 là nằm ở bên cái núi Sập Lớn, là chỗ tượng ông Thổi Ngọc Hầu. Đó, ở đây là Thiền viện Trúc Lâm. Tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang nha cô bác anh chị.